là cái người mà title sponsor hoặc là kết hợp với tổng hội sinh viên hội chợ Tết, mà tôi thấy là họ đã đăng những cái bảng quảng cáo ở trên các billboard rồi đó, thì không biết cái khả năng đó có thể xảy ra hay không. Thưa anh, đưa về chỗ hội, cái đó là ý kiến rất là hay và chúng tôi rất hoan nghênh. Năm 2019 hay 20 thì phải, thì có một vài xe hoa cũng đã chạy về cái công viên My Square Park, hội chợ của giám sát viên Andrew Đỗ và đậu ở đó. Đó là cái điều mà nó ngoài cái quyết định của chúng tôi, bởi vì làm hay không làm là do cái cá nhân người chủ xe hoa và cái người tổ chức hội chợ, chứ không phải là người tổ chức tiến hành. Người tổ chức tiến hành cái nhiệm vụ đến cái cuối của cái tiến hành là xong rồi. Còn bây giờ người ta muốn đưa về hội chợ thì người ta liên lạc với bên tổ chức hội chợ để mà thực hiện việc đó. Đối với tổ chức hội chợ của bên sinh viên thì nó khó hơn nữa, là bởi vì con đường đi quá xa. Và đa số những chiếc xe này họ chỉ được DMV cho phép chạy một cái đoạn ngắn mà thôi, chứ không được chạy một cái đoạn đường xa như thế. Thành ra đưa về hội chợ của sinh viên đó ở Costa Mesa thì nó quá xa, chuyện đó khó có thể thực hiện được. Có làm ở thành phố Garden Grove như là Garden Grove Park kế bên Michael Đào không? Thì cái việc đó chúng tôi lo tiến hành Tết xong là cũng đã mệt lắm rồi, thành ra không dám ôm đồm thêm, thì ráng làm sao tập trung hết sức lực vô tổ chức diễn hành Tết cho nó đẹp hơn, cho nó chu đáo hơn, cho nó được tương tác hơn, là đó là cái điều chúng tôi đang mong muốn. Nó còn nhiều cái điểm mà chúng tôi cần phải cố gắng cải thiện hơn nữa, và cũng sẽ cố gắng liên tục cố gắng mỗi năm mỗi cải thiện đây. Vâng, xin mời chị Mỹ Linh của bên VNATV. Dạ, xin hỏi ban tổ chức của cái diễn hành Tết năm nay là chúng ta có những chương trình gì hấp dẫn ở trong diễn hành Tết của mình không, để cho bà con được coi? Dĩ nhiên là các đoàn diễn hành đi qua hay là các MC dẫn chương trình rồi, mình còn ví dụ như là có các marching band hay là có các nhóm múa hay này kia để làm gì hấp dẫn cho bà con? Vâng, năm nay đó tôi được biết là có hai xe hoa mà ban tổ chức cái xe hai xe hoa này đang cố gắng thực hiện và đang cần thêm một số vị volunteer để mà giúp làm đó. Thứ nhất là cái xe hoa lập lại đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương ở dựa theo cái mô hình ở Phú Thọ. Tôi nghe nói như vậy, cũng đó không phải là cái việc mà tôi làm này, cho tôi không nắm vững vấn đề. Và cái xe hoa thứ hai là tôi được biết là cái tổ chức ủy ban xây dựng tượng đài tái chiếm của thành Quảng Trị, mà cái tổ ban mới đó, cái ủy ban mới của thành phố Westminster đó và của Liên hội của chiến sĩ thì và tập thể chiến sĩ đó, thì họ đang dự định làm một cái xe hoa mô hình để họ trình làng cái mô hình mới của tượng đài, rất là đẹp, rất là công phu. Thì tôi có được thấy cái mô hình nhỏ rồi, đẹp lắm. Và họ đang dự định làm cái mô hình lớn hơn để mà làm xe hoa trong cái ngày diễn hành. Người kế đến mà chúng tôi xin phép, cũng trong ban tổ chức chúng tôi xin phép được xuống tới đây để trình bày cho quý vị biết đó, anh Ricky Phạm. Tại vì câu hỏi này liên quan đến marching band, mời anh mình trình bày về cái marching band của học khu Anaheim. Dạ, thì hiện tại giờ thì em có liên lạc với học khu trung học Anaheim marching band. Thì hiện tại bây giờ đã có 3 cái marching band. Thì đã một cái là mà đã 100% hứa rồi. Còn hai cái là pending. Thì hai cái marching band đang là pending. Nó phải director của cái marching band đang là hỏi học sinh và xem coi là khoảng bao nhiêu học sinh sẽ tham dự với một cái marching band á, khoảng chừng 200 đến 300 học sinh, rất là lớn, từ vì hai cái trường học là đông nhất, là mỗi trường là 2-3 ngàn học sinh. Cho nên thì em nghĩ đó là sẽ có 3 cái marching band. Thì em nghĩ là so far hopefully là hai cái sẽ ok, mà em nghĩ là biết là cái marching band của Anaheim High School đó là sẽ có đó. Rồi marching band Savannah High School đã 100% chấp nhận rồi. Đây là một cái marching band rất là lớn và mặc quần áo rất là đẹp và rất là sang. Và tiền thể nữa là
rất là nhiều em học sinh sẽ volunteer, em nghĩ khoảng chừng 200-300 em học sinh. Hiện tại giờ là em mới gửi ra cho phụ huynh Việt Nam của học khu trung học N2 biết mà thôi. Và tuần tới đó là trở lại, hiện tại giờ đang vacation 2 tuần trong cái mùa Giáng sinh, thì mùng 3 trở lại thì em sẽ đưa lên học khu, và học khu sẽ gửi cho ra cho tất cả những em học sinh, không chỉ là học em học sinh Việt Nam mà thôi, mà còn tất cả những dân tộc khác nữa, thì gửi ra khoảng chừng 30.000 học sinh từ lớp 7 cho đến lớp 12. Mà giống như là em nghĩ là chỉ cần các em volunteer là từ lớp 9 cho đến lớp 12 mà thôi. Tại vì các em đó là cần những cái giờ community service hour, thì em đã everything ready to go. So phụ huynh đã nhận được những cái tờ giấy giống như là của ban tổ chức diễn hành Tết, waiver form, và cái waiver form của học khu trung học N2 nữa. Cho nên các em phải đưa cho phụ huynh, bố mẹ ký, và sau đó là lúc khoảng 7:30 sáng ngày 5 tháng tháng 2 là sẽ có một cái quầy gọi là cái booth, gọi là volunteer đến gọi là check in, thì cái đó là em sẽ lo về cái phần đó. Dạ, cảm ơn. Vâng, ngoài ra Ricky cũng có thể nói thêm, ngoài marching band ra, Ricky còn đang tập dượt cho một đội múa gồm 100-200 em thì đó, phải không? Cái mà em mới được thành lập ra mà thôi, khoảng hiện tại bây giờ là có 30 em, là có 2 đội múa, có thể chia ra 2-3-4 đội cũng được, thì cái đó là cũng rất là may mắn. Tiền thể là cũng có một số người bảo trợ, giống như là Tidal, là giống như anh bác sĩ Michael Dow cũng bảo trợ cho cái đội múa này cũng là $5,000. Cho nên cái đó là em I cannot believe it. Nếu mà không có những sự bảo trợ thì sẽ không có đội múa. Thì em không biết là đội múa mà anh Phát nói như thế nào. Tại vì chúng em là dự trí là đi một cái entry của học khu trung học N2, thì em đã có chia ra mỗi đội là mặc quần áo 3 mùa, cho nên rất là đẹp. Mỗi đội khoảng 10 em mặc quần áo 7 màu, rồi đội nữa là mặc quần áo một đội khác. Bạn gọi là 3 mùa, Bắc Trung Nam đúng không? Ba miền. Cho nên và rất là đẹp. Thì ngày đó là anh chị và quý vị sẽ nhìn thấy cái đội đi diễn hành, mỗi đội sẽ mặc quần áo 3 miền, thì rất là đẹp. Tiếp theo ý kiến của anh Lân rất là hay. Tôi xin trở lại cái ý kiến của anh Lân. Bao nhiêu năm tôi đi quay ở bên Roe Parade ở bên Mỹ đó, thì những cái chiếc xe hoa đó cuối cùng họ trở về một cái nơi bà tập trung ở đó cho chụp hình ngày, để cho bà con lấy kỷ niệm. Ý kiến của anh rất là hay. Thành ra xin ban tổ chức suy nghĩ để cho năm tới nữa, nếu mà tổ chức được cái đoàn xe hoa của mình về ngay cái bạc nào đó, rồi bà con tới chụp hình, thì cái người mà làm xe hoa đó họ có hứng thú, sang năm họ làm tiếp. Còn bây giờ đi phát về là xong, sang năm thật chán qua rồi nhẹ. Thành ra càng ngày càng mất đi cái đẹp. Thành ra mình muốn làm cho cái người owner, cái như hội đền Hùng, họ có làm một cái tượng to công lao vậy đó, đi một cái hết. Thành ra để cho những người đó họ có tinh thần làm việc thêm, có những hội đoàn mà người ta sẽ bắt chước, người ta sẽ làm tiếp lần sau có xe hoa, thì hy vọng ban tổ chức suy nghĩ về cái đó. Và rent xong chạy về cái bạc gần đó cho người ta chụp hình ở đó cỡ chừng 2-3 tiếng hay là nửa ngày, thì cái đó là ý kiến mà tôi thấy hay nhất. Vâng, cảm ơn hai anh. Thì mấy anh lại vẽ việc thêm cho ban tổ chức đeo lên trên vai, nhưng mà chúng tôi sẽ ghi nhận và sẽ cố gắng. Thì có một năm chúng tôi cũng đã
xin chợ ABC cho một chiếc xe hoa, đó là chiếc HQ10. Họ đậu cho đến hết ngày hôm sau để mà cho ai thích đến chụp hình thì chụp, thì cũng rất nhiều người, chúng ta thấy có rất nhiều người đến được đến để xin chụp đẹp lắm. Thì chúng tôi cũng sẽ, nếu mà chỉ làm giới hạn như vậy thì tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được, có thể xin chợ ABC là một, hoặc là chỗ rộng hơn là xin cái Garden Grove Park của thành phố Garden Grove xin phép họ mượn một weekend cho để cho những xe hoa đó về đó đậu. Sorry anh Phát, em phải nói lại nữa là cái người bảo trợ nữa, nếu mà không nói thì có thể là họ sẽ nói em là quên họ. Ngoài ra bác sĩ Michael Đào bảo trợ, cũng là đài Liên Sài Gòn TV cũng bảo trợ cho các em trong đội nhảy nữa. Và tiệm TTT Fashion Boutique cũng bảo trợ tất cả những cái quần áo rất là đẹp, và sắp sửa có một cái fashion show rất là lớn, Teen Fashion Show sắp sửa có tại Asian Garden Mall là trong khu vực họ ngày 20 tháng 1, cũng là do đài Liên Sài Gòn TV present by Liên Sài Gòn TV. Mời anh Lân. Tôi thấy anh Phát Bùi còn hơi ngần ngừ trong cái vụ đó, cho nên tôi bồi thêm cái ý của anh Hoàng. Tại vì tôi thấy đưa về hợp lý, có lẽ nhất hợp lý nhất là ở cái Garden Grove Park, vì một số lý do. Thứ nhất là với cái vai trò là nghị viên của anh Phát Bùi, thì có lẽ là cái việc yêu cầu thành phố một cái điều thiên kinh địa nghĩa như thế này thì không phải là khó. Cái thứ hai, nó lại nằm kế với cái cơ sở thương mại của cái ông Tidal Sponsor, thì nó lại rất là tốt. Còn nếu mà cái đó nó ra việc hay là ra chi phí thì lại kiếm Tidal Sponsor cho riêng cái chỗ đó, người ta đậu lại thì khách thập phương có thể tới đó chụp hình, check in, post Facebook vân vân. Thì mới thấy được những cái detail, những cái chi tiết của các chiếc xe hoa. Chứ còn nó chạy ngang đường Bonsa, ta coi tí là không thấy gì nữa đâu. Ngoài ra, nếu mà được nữa thì khi mà đậu lại như vậy thì có thể kết hợp với các hội đoàn, họ muốn trưng bày hay là họ muốn sử dụng cái không gian đó, cũng như là cái traffic đó do các cái xe hoa nó kéo tới, thì họ có thể tới đó để mà họ làm. Thì cái điều đó tôi nghĩ là không có gì mà hợp lý hơn ạ. Cảm ơn anh Lân, tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh biết lý do tại sao mà tôi hơi ngần ngại không? Cũng chính tại vì mấy cái bồi thêm của anh đó. Tôi biết là đâu có phải đơn giản. Mấy anh lúc đầu mấy anh nói đó là đưa xe hoa về đậu đó cho ai muốn đi chụp hình chụp. Nhưng mà rồi nó lại sẽ đẻ thêm cái là cũng có một vài cái gì cho nó hay hơn. Chắc lại chỉ để có chiếc xe đó rồi không ai biết gì hết, lại đẻ ra cái màn mà nhiều khi lại có một, không chừng nhiều khi lại biến thành một cái mini Tết Festival nữa, thì lại khổ thân tôi nữa, khổ thân ban tổ chức nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng nghiên cứu xem làm như thế nào mà nó không có làm ảnh hưởng đến cái điều mà chúng tôi ưu tiên nhất, không phải là làm cho, tự nhiên ai chẳng muốn làm lớn, làm rộng, làm tốt. Nhưng mà bây giờ cái mục đích quan trọng nhất tôi là cố gắng tập trung vô lo diễn hành Tết cho nó tốt, cho nó đẹp. Đó. Và kế đến nếu mà làm thêm được chút nào thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thì cái đề của anh đã đề nghị mà cũng tôi thấy nó rất là hay, và chúng ta sẽ cố gắng. Vâng, đến đây thì không biết còn câu hỏi nào không, thì có lẽ chúng ta cũng đã mà bàn về rất nhiều điều quan trọng. Thì chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý cơ sở truyền thông. Anh Đồng có hỏi. Vâng, xin mời anh Đồng. Dạ, okay. Thưa quý vị, đấy tôi góp ý thôi nhé. Dạ. Trên đường Bốn Xa về buồng Bút Sạc, cầu trái hay là cầu phải đều có hai ngôi trường tiểu học. Nếu như mà xin được hai ngôi trường, một trong hai ngôi trường đó mà được đầu xe đó thì rất thuận tiện cho đồng bào đang gì cái trên cái cuộc chiến này có thể đi tới đó, xem gần hơn những cái nơi gần luôn. Đó là trực tiếp. Ý kiến thứ hai ấy, thì khi chúng tôi đến họp ở đây với tư cách là đại diện của Đền Đức Thánh Trần, tôi có hội ý với anh Phan Kỳ Nhân là chủ tịch và anh Phan Tấn Ngưu là phó chủ tịch nội vụ
tôi là phó chủ tịch ngoại vụ. Ba năm chúng tôi có hội ý là đền Đức Thánh Trần sẽ đi diễn hành. Và để chưa qua câu hỏi của Vũng Linh là đền sẽ đưa tượng của ngài đi diễn hành. Đó. Nhưng mà với điều kiện, ngài đã nhớ là đền nghèo lắm anh Dược ơi. Ngài thôi. Là nghĩa là nếu ban tổ chức tâm trưởng thì chắc chắn đền sẽ không ngần ngại gì mà đưa ngài đi trong cái buổi diễn hành. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Nhật. Vâng, thì đến đây là chúng ta cũng vừa mới xong những điểm quan trọng. Thì chúng tôi xin được phép một phút nữa, một phút cuối là chúng tôi thiết tha kêu gọi tất cả quý đồng hương khắp nơi, cũng như là ở Little Sài Gòn, ở Los Angeles, ở Orange County, ở San Diego County, Riverside County. Diễn hành Tết nó không phải là của ai, nó không phải là của cá nhân này hay là nhóm nọ, mà là của chung cho tất cả người Việt của chúng ta. Nó là cái niềm tự hào cho người Việt của mình. Mình đã bỏ hy sinh rất nhiều qua đây, và bây giờ cộng đồng của chúng ta, con em chúng ta đã làm ăn nên. Đây là lúc chúng ta cho người bản xứ thấy người Việt của chúng ta là một dân tộc cần cù, chịu khó và đã thành công, đã hội nhập vào xứ sở Hoa Kỳ này. Thành ra trong cái ngày diễn hành Tết, chúng tôi thiết tha mong được đón nhận tất cả quý đồng hương. Chúng ta hãy cùng nhau đứng trên đường bông xa đón mùa xuân mới về, và tự hào là người Việt của chúng ta sau nhiều chục năm lưu lạc quê người đã thành công, và đó là cái điều mong muốn của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi xin được cảm ơn tất cả các cơ sở truyền thông báo chí biết rằng ngày hôm nay là có vẫn còn trong cái mùa lễ Christmas Noel, quý vị đã cố gắng đến đây để giúp chúng tôi truyền đạt thông tin này đến khắp nơi cho mọi người được biết. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Và trước hết và sau chót, xin lỗi, sau chót là chúng tôi đã có vé sổ số với 4 giải rất là hấp dẫn. Giải nhất là $5,000 tiền mặt, giải nhì là 3,000, giải 2, giải 3, mỗi giải 1,000. Và vé số chỉ có 10 đồng mà cái cơ hội trúng rất là cao, chưa đến 1/1000 là chúng ta đã cao hơn 1/1000 chứ, là chúng ta có thể trở thể để thắng được, rất là cao thưa quý vị. Thì mong là quý vị mua vé số và yểm trợ cho diễn hành Tết. Thì chúng tôi trình bày như vậy thôi. Thì cái vé sổ số này nó sẽ được sổ số đúng vào cái lúc 12 giờ trưa khi diễn hành Tết chấm dứt, và tất cả các đài truyền hình đều có trực tiếp truyền hình, thành ra rất dễ để quý vị theo dõi và biết rằng mình có trúng hay không. Và thứ hai nữa là giả tiền gây quỹ thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 1 6 giờ chiều thứ bảy 15 tháng 1 sắp đến đây ở nhà hàng Diamond Seafood số 3 ngay trên đường Webster và đường Golden West, thì thành phần ca sĩ rất hùng hậu, ban nhạc cũng đầy, ban nhạc Hải Trắng nổi tiếng và cả một dàn MC. Thì mong quý vị đến để mà yểm trợ cho diễn hành Tết, và chúng ta vui để cùng nhau chờ đón cái ngày diễn hành là ngày 5 tháng 2. Xin cảm ơn tất cả và xin kính chào. Đến đây buổi họp báo đã chấm dứt. Bán cho 5 vé về làm demo nói talk show.
Anh nhảy từng rồi. Đấy giờ trong bé đi, đưa cho trong bé.